Chương trình cuộc thi tìm kiếm người mẫu nhí Việt Nam 2018 bắt đầu khởi động từ đầu tháng 6 năm 2018. Các vòng sơ tuyển được diễn ra trên toàn quốc, có hàng ngàn thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc đăng ký tham gia. Vòng bán kết được diễn ra tại Hà Nội. Ban tổ chức đã lựa chọn 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết để chọn ra những giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Cuộc thi Người Mẫu Nhí Việt Nam 2018 là cuộc thi mang tính giáo dục cao, có ý nghĩa nhân văn, tuyên truyền cho thế hệ trẻ biết giá trị của thẩm mỹ về vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình bên ngoài, kết hợp tìm hiểu về lịch sử của đất nước, giúp cho các bé tư duy tốt về cuộc sống, qua đó sẽ định hướng được nhận thức về kiến thức xã hội cho các bé. Cuộc thi lần đầu tiên đưa được đầy đủ các tiêu chí vào chương trình sẽ tạo ra một chương trình đầy tính nghệ thuật, mang phong cách giải trí cao cấp. Đặc biệt trong cuộc thi lần này, hứa hẹn sẽ đem đến một sân chơi nhiều thú vị, hấp dẫn và bổ ích cho các bạn nhí trên toàn quốc. Hãy đồng hành cùng chương trình Người Mẫu Nhí Việt Nam 2018.